Siêu phẩm hôm nay bao gồm là một vỏ nhẫn xoàng viên tắm 5 ly và viên chủ là viên 10 ly. Viên 10 ly này là viên 10 ly nước L hay còn gọi là nước L. Nó có 3 cái excellent fluorescent của viên này là medium, nó tăng lên cái độ trắng của viên kim cương này lên nha. Ví dụ như thay vì như là K, L, M là trung cấp độ trắng là hơi phớt vàng, nhưng mà fluorescent của cái này medium thì nó làm cho cái viên kim cương này nó trắng tầm cỡ nước tri ngoéo và nước K. Thì cái viên kim cương này rất là nặng, trọng lượng của nó là 3,78 carat, gần 4 carat. Nếu mà 3 carat nước đi, bữa nay là đã giá 4 tỷ, cái viên này rẻ bèo luôn. Do nó là fluorescent, nó là medium, giá nó rẻ chút xíu. Rồi VVS2 lại rẻ được chút nữa, hai cái rẻ đó cộng lại. Thật ra đeo 10 ly bây giờ chúng ta là đeo là GHIG, bây giờ là nó cũng 4-5 tỷ rồi. Nhưng mà mình đeo cái này rất là tiết kiệm nha. 960 triệu cho cái viên 10 ly nước NL VVS2 3 Excellent Fluorescent là medium, cực kỳ trắng luôn, trắng vô cùng trắng. Còn về chiếc nhẫn xoàng này, chiếc nhẫn xoàng này á, là tấm này là tấm Baguette chứ không phải là tấm Emerald nha. Baguette là 5 ly nhưng cho 2 ly 7. Về trọng lượng vàng là nặng 11,58 gram vàng, vàng ý 750. Chỗ phần cái chấu cũng như là phần cái bezel, chỗ cái vòng của cái chấu là có tổng cộng là 27 viên, 1 ly 2, 1 ly 3. Rồi có 30 viên là từ 1 ly 8 đến là 2 ly, nằm trải dài 3D ở phần bên đai bên hông á, 3D ba mặt á. Còn phần chính diện mặt tiền có tổng cộng là 12 viên Baguette là chiều dài 5 ly, chiều ngang là 2 ly 7. Thì tổng cộng vừa vàng với vừa cara hộp xoàng của cái vỏ nhẫn này là 110 triệu. Nếu như khách lấy chốt luôn là vỏ 110 triệu, cộng cho cái viên hộp xoàng chủ 10 ly nước LVVS2 này 960 triệu nữa thì ra được tổng số tiền nha. Hoặc khách có cái vỏ nhẫn ở nhà rồi thì khách có thể là mua viên kim cương em, rồi em vô hộp vô cho thiệt là đẹp và bớt chút đỉnh cho nha. Cái này em chỉ có một viên, vui lòng gọi em là 0907463131 nha. Alo em đi, em sẽ hỗ trợ tư vấn và em sẽ nói chi tiết hơn về cái mặt bàn góc nghiêng, cạnh trên, cạnh dưới của viên kim cương này nha khách.